quý vị, sáng nay Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2000-2020. Đến dự có Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh, Trưởng cơ quan đại diện Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại thành phố Đà Nẵng Trần Thị Thanh Hải. 20 năm qua, việc triển khai thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tại Đà Nẵng được các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, các tổ chức đoàn thể, lãnh đạo các sở ngành địa phương quan tâm, chỉ đạo và sự tham gia hưởng tích cực của người dân thành phố tạo nên sự đồng thuận trong xã hội. Nhiều mục tiêu quan trọng về xây dựng đời sống văn hóa được thực hiện rộng khắp, tạo ra những thay đổi đáng kể về đời sống văn hóa toàn dân. Tư tưởng đạo đức và lối sống văn hóa lành mạnh từng bước được khơi dậy, nhiều truyền thống tốt đẹp của dân tộc ngày càng được phát huy. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao hướng về cơ sở được tổ chức với hình thức đa dạng, hấp dẫn. Giai đoạn 2021-2025, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tại thành phố sẽ được đẩy mạnh, những mô hình, điển hình tiên tiến được nhân rộng, tiếp tục góp phần đáng kể vào việc phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, ổn định chính trị, đảm bảo an ninh xã hội, tạo ra một diện mạo Đà Nẵng ngày càng khang trang, hiện đại, văn minh. Tại hội nghị, hai tập thể, hai cá nhân nhận bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 24 tập thể, 6 gia đình và 10 cá nhân nhận bằng khen của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng.